tháng 9 năm 2019, thế giới đã chứng kiến những tác phẩm đầu tiên của Joe Taylor với tư cách là nhà thiết kế chính của Ford. Tại triển lãm ô tô Frankfurt, thương hiệu con đã trình làng mẫu concept siêu xe hybrid Hongqi S9 chạy điện Hongqi E115. Không nghi ngờ gì về tương lai của chiếc xe sau này. Chiếc SUV đã nhận được tên nối tiếp ES9 và doanh số bán hàng của nó được lên kế hoạch vào tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, triển vọng của siêu xe S9 vẫn chưa được bình luận chính thức. Ấn phẩm Canusina trong mối quan tâm của Ford S9 chạy xăng đã được bật đèn xanh. Bản concept Hongqi S9 là một chiếc hypercar dẫn động cầu sau với cấu trúc gia cố bằng sợi carbon cùng các tấm thân bên ngoài và cửa nâng dạng cánh mòng biển. Nhân tiện, ngay cả bánh xe 20 inch cũng được làm bằng sợi carbon. Nhiều khả năng, một vô lăng truyền thống sẽ xuất hiện trong cabin thay vì vô lăng, nhưng nếu không thì đó là một nội thất nối tiếp hoàn toàn. Vật liệu hoàn thiện da lộn nhân tạo và sợi carbon. Ngoài ra còn có tin tức về chiếc sedan Hongqi H9. Doanh số của nó bắt đầu ở Trung Quốc với hai động cơ turbo để lựa chọn 2.0, 252 HP, 380 nm và V6 3.0, 272 HP, 400 nm. Giá dao động từ 309.800 đến 539.800 nhân dân tệ, 3,4 đến 5,9 triệu rúp. Để so sánh, tại Trung Quốc, BMW 730 Li có giá 828.000 nhân dân tệ, 9 triệu rúp. Việc sản xuất chiếc Coupe Hybrid sẽ bắt đầu vào năm 2021 và giá của mỗi chiếc sẽ là 10 triệu nhân dân tệ, tương ứng với 1,45 triệu đô la hoặc 108,5 triệu rúp. Vào mùa thu năm ngoái, người Trung Quốc đã thông báo rằng một động cơ V8 tăng áp đã được lắp đặt phía sau ghế ngồi, hoạt động cùng với một động cơ điện. Tổng độ giật đạt 1.400 lực, gia tốc lên 100 kéo dài 1,9 giây và tốc độ tối đa là 400 km/h. Chiếc hypercar này có vẻ ngoài hấp dẫn như bất kỳ loại xe nào khác trong khung giá của nó, cho thấy thị trường xe hơi Trung Quốc đã phát triển đến mức nào. Trở lại triển lãm ô tô Frankfurt 2019, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Hongqi, một trong những nhà sản xuất của đất nước với tham vọng phân khúc cao cấp nổi tiếng với chiếc sedan tổng thống lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển L9, đã khiến đám đông choáng váng với siêu xe S9. Và nó đã thông báo rằng chiếc xe sẽ được sản xuất hạn chế, mặc dù nhiều người tỏ ra nghi ngờ vào thời điểm đó. Có vẻ như nhà sản xuất ô tô thuộc sở hữu của Ford đã ủy quyền thiết kế cho S9 từ một studio thiết kế của Ý, nhưng họ cho biết chiếc xe thực sự đã được sản xuất trong nhà. Về hệ thống truyền động của nó, vẫn chưa biết chi tiết cụ thể ngoài thực tế là nó chạy một động cơ V8 tăng áp được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều động cơ điện để đạt được tổng công suất 1.400 mã lực. Thời gian chạy nước rút đạt 100 km/h, 62 dặm 1 giờ là 1,9 giây và tốc độ tối đa là 400 km/h, 249 dặm 1 giờ. Chắc chắn rằng đó là một plug-in hybrid. Mặc dù không có thông tin về kích thước gói pin, phạm vi điện hoặc khả năng sạc, một trong những chiếc ô tô đáng chú ý nhất từng xuất hiện ở Trung Quốc. Và nó sẽ là chiếc xe Trung Quốc sản xuất đắt nhất trong lịch sử. 1,4 triệu đô la cho chiếc Hypercar 1.400 HP Hongqi S9 PHEV.